ty cổ phần Asset Vision. Hôm nay mình đang có mặt tại một vườn rau Xuân Phượng của quận 12. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mô hình là chậu và kệ cố định. Vườn rau này chỉ có khoảng 15 mét vuông thôi nhưng mà được bố trí một cách rất thông minh và tinh tế. Với những cái chậu rời này và được bố trí trong những cái kệ sắt mà hoặc là sát tường hoặc là bố trí ở giữa vườn. Ngoài ra thì chúng tôi có những cái kệ những cái chậu rời được bố trí trên những cái kệ có bánh xe đẩy để tiết kiệm không gian và di chuyển cách thông minh. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm những cái chậu tầng dùng để chậu những cái để mình trồng những cây dưa leo và như bầu bí chẳng hạn. Với những cái chậu này giờ 15 mét vuông thì các bạn thể trồng được rất là nhiều loại cây như là rau muống, ngò, hành lá, những loại cây ăn rau khác như là cải ngọt, xà lách, những loại cây mà các bạn nghĩ là không thể trồng được trong vườn. Ngoài ra thì mỗi cái tầng chậu chúng tôi thì được bố trí những cái hệ thống mà tưới nhỏ giọt được điều chỉnh bằng thumper tự động. Các bạn chỉ cần lắp đặt nó thôi rồi nó sẽ tự động tưới cho các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu thì sẽ liên hệ với chúng tôi sẽ đến tư vấn và bố trí cho bạn một cái vườn ưng ý. Cảm ơn mọi người đã xem.